Chào các bạn, ở đây mình đang có cái ZTE Asol Elite. Thì đây là cái máy mà ZTE họ giới thiệu ở cái IFA 2015 vừa rồi. Và cái máy này thì chuẩn bị được nhập về bán Việt Nam cùng với 6 cái máy khác, cùng với 5 máy khác. Tổng cộng là ZTE chính hãng họ chuẩn bị nhập 6 cái máy khác nhau. Thì đây là cái máy cao cấp nhất và cũng là cái máy đầu tiên. Thì cái Asol này khi mà các bạn nhìn vào hộp, các bạn sẽ thấy có một cái điểm đặc biệt là có hai cái camera. Thì cái điện thoại này có thể gọi là một cái điện thoại 3 tức là sao? Tức là nó có 3 camera, nó có 3 cái tính năng bảo mật để mở máy là vân tay, bảo mật bằng mống mắt và bảo mật bằng giọng nói. Và nó có 3GB RAM cũng như là 3000 pin 3000mAh. Rất tiếc là nó không có giá 3 triệu. Thì đây là cái máy Asol, ZTE Asol. Thì khi mà đóng hộp thì họ cố tình họ để cái hộp ngược như vậy. Thì mình sẽ cho các bạn xem là phía dưới nó có những cái gì. Thì ở đây chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, có sạc, có cáp và có cái tai nghe. Tai nghe này có cái hộp khá là dộn nhưng mà tai nghe cũng ok. Thì cái cục sạc này, cục sạc 5V 1.5A khá là bình thường, nhưng mà khi mà bạn cắm vào cái máy này thì nó có sạc nhanh quick charge 2.0 là nó lên 9V 1.5A cũng khá là nhanh. Theo lời của ZTE thì nó có thể sạc đầy, sạc 60% cái máy này trong vòng nửa tiếng. Mở máy lên thì các bạn sẽ phải vuốt từ trên xuống dưới một lần, sau đó các bạn vuốt một lần nữa để nó quét cái mống mắt, và khi này nó sẽ chạy ngang qua. Thì cái việc mà chạy ngang qua nó khá là chậm và thao tác này cũng tốn nhiều thời gian hơn việc dùng vân tay, nên các bạn cũng cái này chỉ để chơi và để khè nhau là chính thôi, chứ chưa phải là một cái gì đó thật sự hữu dụng. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng cái cảm biến vân tay ở đây. Thì cảm biến vân tay của cái máy Asol này theo nhà sản xuất cho biết là có thể mở dưới 1 giây và các bạn chạm vô nó đọc được 360 độ khác nhau. Thì cái này mình thấy cũng không có gì thật sự đặc biệt. Ngoài ra thì các bạn có thể mở bảo mật bằng cách sử dụng mã khóa hay là các bạn sử dụng giọng nói. Nhưng mà giọng nói bảo mật trên cái máy này thì các bạn phải nói ở khu vực rất là im lặng thì nó mới có thể kích hoạt được. Còn ở những khu vực mà bình thường thì các bạn sẽ không thể kích hoạt được cái giọng nói này. Mình có thử nhưng mà thử nhiều lần nó cũng không thành công. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Việt hay là tiếng Anh thì đều được hết, chỉ cần nó giọng nhận được cái giọng của các bạn thôi, rất là đơn giản như vậy. Ở phía trước chúng ta có một cái màn hình 5.5 inch độ phân giải Full HD. Với cái việc mà sử dụng độ phải Full HD thì mình nghĩ là pin nó sẽ phù hợp với cái pin 3000mAh này. Nhưng mà nếu mà muốn bán cao hơn thì ZTE thì họ phải làm cái màn hình 2K cho nó phù hợp với xu thế. Ở phía dưới này thì nó làm mình liên tưởng đến những cái máy Nexus ngày xưa. Nexus One đầu tiên của HTC sản xuất có cái cục tròn ở đây và hai cái phím cảm ứng ở phía dưới này. Nhưng mà HTC ngày xưa là cái phím vật lý để xoay. Ở phía trước thì ZTE họ trang bị hai cái loa, loa phía trên và loa phía dưới. Thì tổng thể là cái máy này được làm kim loại, nhưng mà mặt phía sau thì bạn sẽ thấy là có những khu vực mà họ dùng nhựa để may chỉ da, giống như là cái Note 4. Thì mình không thích cái thiết kế này, nhìn nó hơi quê và hơi lạc quẻ so với cái phía trước và phía sau của máy. Thì cái khung này vẫn là cái khung nhôm. Thì cái lý do mà ZTE họ sử dụng những khu vực này bằng nhựa là để máy nó bắt sóng tốt hơn, bởi vì họ không có tạo ra nhiều cái đường cắt để bắt sóng như là một số những loại nguyên khối gần đây. Và đây là hai cái camera rất là đặc biệt. Chúng ta có camera chính 13 chấm và camera phụ 2 chấm. Camera ở trên độ phân giải thấp như vậy, nó chỉ mục đích của nó chỉ là phụ trợ. Nó giống như là cái HTC One M8 để cho cái độ phân giải, để cho cái độ sâu trường ảnh nó mỏng hơn, cái đốc nó mỏng hơn để chúng ta có những hiệu ứng tốt hơn. Nhưng mà bản chất nó vẫn là phần mềm nên không xuất sắc như là phần cứng. Ngoài ra ở đây thì có hai cái đèn flash LED, nhưng mà flash này thì lại không đặt song song với cái này mà nó đặt hơi lệch trên một chút, một quyết định khá kỳ lạ của ZTE. Nhìn chung đây là một cái điện thoại khá là sáng tạo với những cái việc mở vân tay hay là những cái camera. Tổng cộng có 3 cái ở mặt trước, 1, 2 và 3. Thì bọn mình sẽ chia sẻ nhiều hơn và bọn mình sẽ thử cái camera của cái máy này. Mình chỉ biết là ZTE sẽ bán cái máy này với giá bao nhiêu Việt Nam. Nhưng mà nhìn chung thì đây cũng là một sản phẩm rất là dễ chấp nhận. Hy vọng là mình sẽ thử những cái máy mà có giá rẻ hơn để xem nó như thế nào. Rồi, xin cảm ơn các bạn.